Chào mừng các bạn đã đến với lesson số 6. Và trong lesson ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về dạng agree or disagree, đồng ý hay là không đồng ý. Rồi, đối với dạng này thì đề sẽ có cái format như sau. Ban đầu là người ta sẽ cho mình một cái nhận định gì đó và người ta hỏi mình là bạn đồng ý hay là bạn không đồng ý với cái nhận định này, hoặc là cái mức độ mà bạn đồng ý với cái nhận định này là như thế nào. Rồi, đối với cái dạng này thì chúng ta có một cái cấu trúc như sau. Câu 1 cũng như những cái dạng vừa qua là mình sẽ paraphrase cái topic, dùng từ đồng nghĩa để viết lại. Còn câu số 2 mình sẽ đi trả lời yêu cầu. Thì ở đây là mình có khoảng 3 cách để trả lời cái yêu cầu này. Cách thứ nhất đó là I completely agree with this point of view. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Cách thứ hai đó là tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Còn cách thứ ba là cách nửa nửa, có nghĩa là trong khi tôi đồng ý rằng ABC, đồng ý một phần với cái nhận định này nè, tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng XYZ, có nghĩa là bên cạnh cái việc đồng ý một phần nào đó thì mình còn có một cái suy nghĩ khác nữa, thì mình cũng đưa vào đây. Rồi, nếu như mở bài mình đồng ý hoàn toàn á, thì thân bài mình sẽ triển khai lý do tại sao mà mình đồng ý với ABC này. Đó, còn nếu như mà mình không đồng ý thì hai thân bài mình đều nêu lý do tại sao mà mình không đồng ý với cái ý kiến đó. Còn nếu như nửa nửa thì thân bài thứ nhất mình sẽ nêu ra là tại sao mình lại đồng ý một phần với cái ABC. Còn thân bài 2 là mình nói ra tại sao mình lại có một cái ý kiến khác, đó là XYZ. Rồi, còn kết bài thì như nhau, đều tóm tắt ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đề bài ngày hôm nay. Mọi người tend to là có xu hướng làm việc nhiều giờ đồng hồ hơn ngày nay. Giờ làm việc có has a negative effect on, có nghĩa là có ảnh hưởng tiêu cực lên. Cái việc mà làm việc quá nhiều giờ đồng hồ này nè, giờ làm việc mà kéo dài hơn á, thì nó có ảnh hưởng tiêu cực lên chính bản thân họ, gia đình họ và xã hội. Do đó là giờ làm việc nên bị giới hạn lại. Bạn đồng ý hay là không? Rồi, đó, bây giờ mình câu 1 là mình sẽ paraphrase lại nè. People tend to work longer hours. Người ta có xu hướng làm việc nhiều giờ đồng hồ hơn. Thì Huyền sẽ paraphrase lại thành cái việc mà làm nhiều giờ đồng hồ đã trở nên ngày càng phổ biến. Đó, trở nên ngày càng phổ biến. Getting more common. Common bằng với popular. Nowadays, Huyền đổi thành in today's society, trong xã hội ngày nay. Huyền hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm này. Do đó Huyền ghi là cá nhân tôi tin rằng xu hướng này, có nghĩa là cái xu hướng làm việc nhiều giờ đồng hồ, not only, có nghĩa là không chỉ có ảnh hưởng tiêu cực, đó, has a severe impact on, là đồng nghĩa của cụm has a negative effect on. Rồi, lên cá nhân họ, họ ở đây là những người làm việc, thì ghi là the workers themselves, cá nhân người làm việc, but also là mà còn, không những có ảnh hưởng tiêu cực lên cá nhân người làm việc mà còn lên gia đình họ và cộng đồng của họ. Nói chung, society đổi thành community. Rồi, và Huyền đồng ý là do đó tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến đó là giới hạn giờ làm việc lại. Restrict là đồng nghĩa của limit. Rồi, sau of là giới từ, do đó động từ thêm in. Vậy là chúng ta đã có một mở bài hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ sang với outline thân bài. Thì hồi nãy mình đồng ý hoàn toàn với những cái nhận định ở đây. Vậy ở đây có những cái nhận định gì? Ở đây có nhận định đó là người ta làm việc nhiều giờ đồng hồ hơn là một nè. Nhận định số 2 đó là giờ làm việc có ảnh hưởng lên cái này, do đó là giờ làm việc nên bị giới hạn. Vậy là ở đây có hai nhận định. Do đó là bài của mình cũng sẽ có, do mình nói là mình đồng ý hoàn toàn, có nghĩa là mình đồng ý với cả hai nhận định, thì mình phải viết cả hai nhận định. Nhiều bạn, các bạn chỉ viết có một nhận định thôi thì có thể là mình sẽ bị trừ cái điểm là task response, không hoàn thành tất cả các phần yêu cầu trong đề. Vậy thì body 1, Huyền sẽ nói là tại sao mình đồng ý là ngày nay người ta làm việc nhiều hơn, và Huyền sẽ nêu ảnh hưởng của xu hướng này lên cá nhân người lao động. Còn body 2, Huyền sẽ nêu ảnh hưởng của cái này lên gia đình và xã hội. Rồi, vậy mình ghi. Ngày xưa thì giờ làm việc là khoảng 8 giờ một ngày thôi, nhưng bây giờ có thể tăng lên tới 10-14 tiếng một ngày rồi. Đó là lý do tại sao Huyền đồng ý là bây giờ người ta làm việc nhiều giờ đồng hồ hơn. Còn ảnh hưởng như thế nào lên cá nhân đây? Thì ảnh hưởng lên sức khỏe. Sức khỏe như thế nào?
Người ta có thể mắc hàng loạt các vấn đề về sức khỏe như là mệt mỏi nè, rối loạn lo âu hoặc là thậm chí dẫn tới đột quỵ. Rồi, suy nghĩ ốm nhiều, năng suất thấp. Rồi mình đưa ra một ví dụ anh mình làm việc tới 12 tiếng một ngày, anh luôn cảm thấy kiệt sức và sai sót rất là nhiều. Bây giờ là tới ảnh hưởng lên gia đình và xã hội. Vậy thì gia đình có ảnh hưởng gì đây? Khi mà mình làm việc quá nhiều giờ đồng hồ như vậy thì có thể mình không có thời gian du lịch cho gia đình, không có thời gian ăn cơm cùng với nhau. Mối quan hệ có thể bị yếu đi. Đối với xã hội thì mình không có thời gian cho các hoạt động tình nguyện. Ví dụ như là chú mình hầu như không tham gia được các dự án cộng đồng bởi vì chú làm việc hơn 60 tiếng một tuần. Đó, đó là những cái ý tưởng chính triển khai và ví dụ. Bây giờ mình cần một số từ và cụm từ để có thể viết được cái bài này bằng tiếng Anh. Rồi, chúng ta có ngày xưa, thay vì nói là in the past, là trong quá khứ đó, chúng ta cũng có thể nói là a few decades ago, cách đây một vài thập kỷ. Rồi, giờ làm việc trung bình hàng ngày, chúng ta học nguyên một cụm luôn. Giờ làm việc là working hours. Rồi, giờ làm việc hàng ngày, daily, trung bình, đó. Giờ làm việc hàng ngày trung bình là bao nhiêu? Rồi, ảnh hưởng xấu tới cái gì? Chúng ta có cụm từ là adversely affect cái gì đấy ha. Rồi, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của employees là người nhân viên, người mà làm việc đó. Rồi, mắc hàng loạt các vấn đề về sức khỏe. Chúng ta có nguyên một cụm từ đó là suffer from là bị mắc cái gì. Various health problems hoặc là health issues là những vấn đề sức khỏe khác nhau. Xin nghỉ ốm nhiều, xin nghỉ ốm là sick leave, năng suất thấp, low productivity. Rồi, cảm thấy kiệt sức là exhausted, sai sót nhiều, make more errors. Đối với body 2 thì chúng ta cần một số cụm từ như là có ảnh hưởng xấu lên cái gì, có hậu quả nghiêm trọng lên cái gì, thì chúng ta có nguyên một cụm đó là have serious consequences for. Có nghĩa là có những cái hậu quả nghiêm trọng cho đối với ai đó, đối với gia đình và cộng đồng nè. Đi du lịch gia đình, take frequent family trips. Family trips là những chuyến đi du lịch gia đình, frequent là thường xuyên. Rồi, nó đi với động từ take, có nghĩa là mình đi những cái chuyến du lịch thường xuyên với gia đình. Ăn cơm cùng với nhau, have meals together. Rồi, bị yếu đi là to be weakened. Bị yếu đi, chúng ta sử dụng bị động to be, V3. Rồi hoạt động tình nguyện, voluntary activity. Dự án cộng đồng, dự án dịch vụ cộng đồng, local community service projects. Rồi, ví dụ, cái này là chúng ta đưa ra ví dụ của cái dự án đó. Ví dụ như là conservation work, có nghĩa là những cái dự án bảo vệ như là bảo vệ môi trường. Rồi working with a charity là những dự án mà mình làm cho những cái hội từ thiện. Đó là ví dụ của cái dự án cộng đồng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ triển khai từ từ nè. A few decades ago, cách đây một vài thập kỷ á, thì một người thông thường là làm việc trung bình là 8 tiếng một ngày. Nhớ là chuyển về quá khứ đơn. An average of, sau đó cộng với một cái con số nào đó thì có nghĩa là trung bình bao nhiêu. Trung bình là 8 tiếng một ngày. Còn bây giờ thì sao? Average daily working hours in recent years là giờ làm việc hàng ngày trung bình trong những năm gần đây, tuy nhiên, đó, chúng ta đặt tuy nhiên ở giữa cho nó học thuật. Đã significantly increased là đã tăng lên đáng kể, tăng lên tới 10 hoặc thậm chí là 14 giờ. Rồi, theo ý kiến của tôi, điều này ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và cái năng suất của người lao động. Đáng đây mà opinion mình để đằng trước, nhưng mà mình để ở giữa này cho nó học thuật. Đó, mình tắt cái chủ ngữ của nó ra nè. This, phải, in my opinion, phải. Adversely affects, có nghĩa là ảnh hưởng tiêu cực tới cái gì. Rồi, chúng ta ví dụ nè. Ví dụ như là người mà spend longer at work, có nghĩa là người ta dành nhiều thời gian để người ta làm việc đó. Are more likely to, có nghĩa là người ta có nhiều khả năng. Bị cái gì, có nhiều khả năng nè. Bị hàng loạt các vấn đề. Thay vì nói là người ta sẽ bị thì nó chắc chắn quá. Chúng ta muốn giảm cái sự chắc chắn xuống thì chúng ta dùng là to be, likely to. Rồi, ranging from là đi từ cái việc fatigue là mệt mỏi, tiredness đó, rất là mệt mỏi, cho tới những vấn đề nghiêm trọng hơn như là
Anxiety disorders có nghĩa là mình bị rối loạn lo âu, mình lo suốt à, không biết mình lo cái gì luôn. Hoặc là thậm chí stroke là đột quỵ, thậm chí là bị đột quỵ. Rồi, failing health có nghĩa là cái việc sức khỏe giảm sút. Lead to là dẫn tới, ngày càng nhiều more sick leave có nghĩa là mình nghỉ ốm rất là nhiều. Poor work performance có nghĩa là gì? Work performance có nghĩa là cái việc thể hiện của mình tại cái công ty của mình á, mình có thể hiện tốt hay không. Thì poor có nghĩa là mình bị thể hiện kém đi rồi, và do đó cái năng suất làm việc nó cũng kém luôn. Ví dụ nè, my cousin is a case in point. A case in point là một ví dụ điển hình. Em của tôi hay anh của tôi đó là một ví dụ rất điển hình. Working nearly 12 hours on a daily basis. On a daily basis là cụm từ mình đã chỉ ở Writing Task 1 rồi, bằng với everyday. Làm việc gần 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Anh ấy frequently là often, thường xuyên đó. Thường xuyên feels, cảm thấy exhausted, kiệt sức. Và makes more errors, chúng ta nhớ nha. Collocation nè, make error nè. Rồi, thường xuyên sai sót nhiều hơn anh ấy đã từng. Đó, rồi. Ở đây tại sao pop in? Khi mà hai cái vế của câu đều nói về chủ ngữ chung. Thật ra làm việc, ai làm việc, anh ấy làm việc, thì chúng ta có thể bỏ một chủ ngữ và động từ chính chúng ta thêm in. Rồi, vậy là chúng ta đã có một khổ body. Khổ body thứ hai. Rồi, mình bắt đầu bằng tôi cũng nghĩ rằng cái mà extended hours of work, extended bằng với long hours of work. Việc cái giờ làm việc kéo dài á, thì có những cái ảnh hưởng, có những cái hậu quả rất nghiêm trọng cho gia đình và cộng đồng. Rồi, đối với gia đình nè, at the family level, tại mức độ gia đình á, thì busy working schedules là lịch trình làm việc bận rộn, ngăn cản người ta không có được những cái chuyến đi gia đình thường xuyên, hoặc thậm chí là không được ăn cùng với nhau luôn. Checking, having phải verb in bởi vì sau from công thức có rồi, prevent somebody from doing something. Do đó là relationships là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, are greatly weakened là sẽ bị yếu đi rất nhiều. Nếu họ cannot make time for có nghĩa là dành ra thời gian cho, nếu họ không thể dành ra thời gian cho nhau. Rồi bây giờ là in terms of community life có nghĩa là đề cập tới cái lối sống cộng đồng á, đời sống cộng đồng á, thì những cái người overworked là những người làm việc rất nhiều giờ đồng hồ, không thể devote time to, devote đi với dưới từ to có nghĩa là cống hiến thời gian cho việc gì, nhớ ha, đi với to, cho những cái hoạt động tình nguyện mà đem lại lợi ích cho xã hội của họ, họ không thể cống hiến thời gian làm được. Chú mình là một ví dụ nè. For example, hardly là gì? Hardly là hầu như không. Một số bạn nhầm lẫn hardly với hard. Hard là làm việc, hard là chăm chỉ hoặc là vất vả, nhưng mà hardly là hầu như không. Hầu như không có thời gian cho những cái dự án cộng đồng, ví dụ như những cái dự án về bảo vệ môi trường hay là làm việc với tổ chức tình nguyện. Bởi vì là cậu ấy làm việc, cậu của mình làm việc tới hơn 60 giờ một tuần. Vậy là chúng ta đã có body 2 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước tới kết luận. Thì đây là cái phần mở bài nè. Mở bài mình nói là xu hướng này ảnh hưởng tiêu cực tới người làm việc, gia đình họ, cộng đồng của họ, do đó là mình nên giới hạn giờ làm việc. Thì kết luận mình cũng lặp lại nhưng dùng đồng nghĩa thôi. Kết luận nè, I would argue that, tôi muốn tranh luận rằng working time là thời gian làm việc, thay vì mình lặp lại cái từ là working hours. Should be reduced là nên được giảm đi. Reduced bằng với limit. Bởi vì nè, the frequency of có nghĩa là mức độ thường xuyên mình làm cái gì. Cái việc thường xuyên làm việc nhiều giờ đồng hồ này nè, exerts an adverse effect on bằng với has a severe impact on. Đó, mình có rất là nhiều cụm từ đồng nghĩa. Có nghĩa là nó sẽ có ảnh hưởng rất có hại đến người nhân viên. Family bonds bằng với family relationships, mối quan hệ gia đình và cộng đồng của họ nữa. Rồi, mình nhớ từ the frequency of là mức độ thường xuyên làm cái gì. Rồi, nhớ cái cụm từ này nữa. Rồi, vậy là bài của chúng ta đến đây là xong rồi. Các bạn hãy xem lại video và viết tất cả những gì cần thiết ra vở để mình cùng học về cái chủ đề này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.